Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục chúng ta chia sẻ với nhau thêm cái hình trận thuận pháo Hoàng Sa đánh với Trường Sa Liên Hoàng Mã hay còn gọi là pháo đồng Á Đội. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn cái hình trận này rồi để tránh mất thời gian nên là mình đã chuẩn bị sẵn tới đây. Thì tới đây vẫn như thường lệ thì vẫn là xe một bình sáu các bạn. Đây là lộ trong yếu của bên bên Hoàng Sa. Thì tới đây xe của bên hậu có hai cách đi, một là từng hà, còn hai là quá hà bắt chốt mình luôn. Thì mình từ từ mình giải thích từ biến sau. Thì trước tiên là để đánh cái thế trận ổn định với nhau thì thông thường là ta từng hà các bạn, ta từng hà thì mình vẫn khai quân như bình thường nha. Mình phóng mã lên lầu 7 khai quân, thì bên kia phóng mã lên lầu 3. Đây là hình thành cái thế trận pháo đầu thuận pháo Liên Hoàng Mã. Thì tức là bên đối thủ đánh Liên Hoàng Mã, bên mình thì đánh thế trận pháo đầu. Thì chúng ta xuống công kích lại cái hàng chốt của đối thủ. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cái hình này. Đây, cái hình mà người ta rời rời pháo ra để mà người ta chuẩn bị cái lối phòng thủ. Nhưng bữa hổm mình chia sẻ thì tới đây á còn một nước nữa là người ta tấn xuống đây. Đúng rồi, nó tấn xuống đây để bắt lấy con mã này. Đó. Còn nếu mà chúng ta ăn chốt qua ăn xe qua chốt thì người ta lên tượng người ta phòng thủ thì cũng chưa làm gì. Nhưng mà nhiều khi các bạn sợ là khi người ta rời ra đây tại sao không phòng thủ ở nước này, ở nước đầu sĩ này, trong khi người ta xuống bắt đôi là mình lỗ quân. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nước cờ này. Đó, thí dụ người ta bình pháo ra như vậy là để mục đích là bắt xe này của mình. Thì các bạn cứ mặc sát cái lộ này, người ta muốn làm gì làm nha các bạn, đừng bận tâm tới. Các bạn đẩy chốt đầu lên, thẳng tiến chốt đầu để mà mình công phá cái lộ giữa. Thì tới đây nếu mà người ta tấn xuống đây để bắt đôi thì các bạn tiếp tục đẩy chốt đầu lên, bỏ đi con mã bên này, chúng ta phế mã lấy lực công. Thì như cái hình trận các bạn nhìn á, các bạn để ý nè, khi mình muốn bỏ quân để lấy hình công thì mình phải coi cái tình hình quân của đối thủ đứng như thế nào. Còn mình bỏ sớm quá mình dễ dẫn đến thiệt quân thua trận. Thì tới đây chắc chắn người ta sẽ ăn mã, người ta lời trước một quân. Thì lúc này chúng ta mượn nước đẩy thuyền nè các bạn, tức là chúng ta bước mã lên để đuổi pháo. Thì pháo vừa lời một quân thì không không bao giờ người ta bỏ lại liền lập tức, thì ít nhiều người ta sẽ chạy. Thì người ta chạy chắc chắn có nước là tấn xuống đây thôi. Thì lúc này chúng ta đã gọi là quấn cái chiêu mà mượn nước để mà để đẩy thuyền đi, thì tất nhiên là mượn sức chạy của pháo để mà sức quân của mình. Đó, đó là cái nguyên tắc là nó vậy. Đó gọi là mượn nước đẩy thuyền. Thì chúng ta tấn xe lên một nước đuổi pháo. Thì các bạn thấy lúc này á, pháo không thể thối một và cũng không thể nào bình bất cứ một lộ nào khác ngoài lộ 8. Lộ 8 của đối thủ ở đây là lộ 2 của mình. Thì người ta buộc phải bình pháo qua đây để cho xe giữ. Tại vì không bao giờ người ta tấn xe xuống giữ pháo đâu các bạn. Tại vì tấn xe xuống giữ pháo chúng ta chống sĩ là pháo này chết ngay. Thì công tình pháo xuống tới đây ăn mã mà chết thì nó lãng phí một quân pháo, mà ở chỗ phòng thủ của người ta thì nó bị hở nữa. Cho nên chắc chắn người ta sẽ lời một quân, người ta sẽ giữ pháo lại. Rồi bất quá thí dụ như mà kẹt lắm thì người ta sẽ bỏ lại cho mình một quân. Đó. Thì khi người ta bình pháo bỏ chạy thì bắt đầu lúc này chúng ta chém chốt để đuổi mã. Thì mã lúc này không thể về vị trí cũ. Nếu mà về vị trí cũ người ta chém thẳng tượng là bên kia cực khổ ngay. Cho nên lúc này để bảo toàn lực lượng thì chắc chắn quân mã này ta phải phải nhập quân. Thì lúc này chúng ta cứ đạp thẳng chốt xuống. Thì quân mã này tạm thời là không thể ăn lên các bạn. Các bạn thấy tới hình trận này á thì bên hậu rất là khó chịu, tại vì ăn trước một mã nhưng mà để lại hình trận này thì chúng ta thấy cũng xứng đáng, con mã chúng ta hy sinh xứng đáng. Thì tới đây nước đi hợp lý nhất của bên hậu lúc này thì các bạn thấy xe này thì đang giữ pháo, cặp mã thì đang dính liên hoàn ở đây. Thì trước mắt xe này chưa có lộ để ra. Đó, cho nên thì nước người ta có thể đi lúc này tạm thời là tấn pháo lên để bắt mã mình. Đó, đây là nước đi tạm thời của người ta trong lúc này. Thì khi người ta tấn lên bắt mã thì cái này giúp nước cho mình phóng mã lên thôi. Các bạn lưu ý là mình phóng lên lộ 7 để cho xe mình nó bảo trợ là thứ nhất. Thứ hai nữa là đường cong bên đây rất là thoáng. Nếu mình phóng qua lộ này các bạn mới đánh thì cứ chụp quân rồi phóng lên một cách bất chợt thì không để ý, thì lên lộ này người ta đẩy chốt thì mình lại vừa chết quân mà vừa bị mất đi cái hình trận thì nó uổng lắm các bạn. Cho nên là các bạn phải lựa lộ để mà đi, đi sao để mà
mình vừa bảo toàn được cái thế trận của mình mà vừa lợi nước cho mình. Thì tới đây các bạn thấy nước tiếp theo của chúng ta hâm dọ là bước mã thẳng xuống lộ 6 này để hâm ngọa tàu, hoặc là có thể bước mã xuống xuống lộ lộ này để mà hâm ngọa tàu. Thì để chống đỡ trước nước này từ xa thì người ta sẽ tấn xe lên một nước các bạn. Người ta sẽ tấn xe lên một nước chứ không tấn hai nước đâu. Ví dụ người ta sẽ tấn lên đây một nước để phòng thủ trước cái nước cờ này của mình đây. Thì lúc này người ta bình xe vào để phòng thủ trước cái nước cờ này. Còn nếu trường hợp người ta tấn xe lên hai nước, người ta sẽ thua ngay nha các bạn. Nếu mà tấn xe lên hai nước là thua ngay. Cho nên không ai tấn xe lên đây cả. Lên đây vì sao thua thì mình sẽ nói thêm chỗ này. Tại vì mã mình không nên bay xuống lộ này thì xe người ta qua cảng thì mình không có gì để đánh, thì mình vẫn tiếp tục bay xuống lộ này. Nếu người ta bình xe vào để cản thì chúng ta chỉ cần tấn chốt đầu xuống là người ta thôi nghe. Thì các bạn thấy khi tấn chốt đầu xuống, thứ nhất là xe này đang bị bắt, đúng không ạ? Nếu mà tự ngăn lên thì chúng ta quan mã chú ý. Thì lúc này mà để giải pháp an toàn nhất thì cái trước tiên ta phải làm là buộc phải ăn mã mình để chống nước sát. Khi người ta ăn mã mình chém trước một mã nữa. Các bạn thấy chém trước một mã là đang chiếu tướng, thì buộc tướng phải thượng lên chứ không có quân nào cũng về được. Tướng thượng lên thì mình ăn tiếp một xe nữa là coi như buông buông quân luôn. Tới đây thì không thể đánh nữa rồi. Các bạn thấy tới đây xe đã ăn ăn lời hẳn một xe, mà quân xe này thì đang ở cái lộ xuất động rất là nhanh, thì tới đây không có cách nào để mình hậu đánh tiếp. Chính vì vậy mà mình mới nói là tại sao người ta tấn một mà không tấn hai. Đó là lý do các bạn, để mình giải thích rõ gì để cho các bạn mới đánh cờ mình khỏi thắc mắc thêm cái chỗ đó. Thì khi mình bước mã xuống đây, người ta sẽ bình xe vào phòng thủ. Thì tới đây các bạn vẫn là tấn chốt đầu xuống để dọ sát. Thì nước xe tấn 1 hay tấn 2 thì chúng ta cũng đánh nước cờ này. Thì tới đây các bạn thấy cũng phải buộc ăn mã, thì tình trạng cũng giống như lúc nãy thôi. Thì nó chỉ khác nhau một nước là nước trên nước dưới, cho nên là mình giải thích từ nước dưới từ nước trên cho các bạn để cho các bạn tham khảo. Xong rồi các bạn thấy ở khi vô cái hình trận này thì dù người ta tấn một nước hay hai nước thì mình cái phần thắng chiếm về mình rất là lớn, cho nên là chúng ta đánh cờ mục đích của chúng ta vừa là để phát triển mọi thứ về cờ tướng, vừa là để giải trí, rồi vừa là giao lưu với nhau. Cho nên thì anh em nào yêu cờ thì anh em ủng hộ kênh mình, rồi để rồi anh em mình vào chia sẻ với nhau để học hỏi thêm với nhau, chứ không ai là giỏi ở đây cả. Thì các bạn thấy mình tấn chốt đầu xuống như thế này thì người biết đánh cờ ở hình trận này thì chắc chắn là không thể chịu nổi một vài nước công nữa, thì tới đây buộc người ta phải thua. Các bạn thấy tới đây người ta đi đâu cũng thua, ăn mã cũng thua mà không ăn mã cũng thua. Nói các bạn thấy ví dụ như trường hợp tới đây người ta cũng buộc lòng phải phế mã, hoặc là người ta không phế mã liền thì người ta còn một cách khác để đi là thối xe về để phòng thủ cái nước sát này. Thì các bạn biết khi thối xe về thì chốt và đóng thẳng vào mã thì cũng không thể nào đỡ nổi nó. Cho nên các bạn thấy khi mà pháo đầu một khi công công rất là nhanh, nếu mà các bạn nghiên cứu nhiều, các bạn công nhanh thắng nhanh thì cũng có nhiều cái rất là hay. Tuy nhiên nếu mà các bạn gặp những cờ mà cao thủ, người ta thủ hay thì không phải muốn công thắng là thắng. Mục đích chủ yếu của mình ở đây là anh em mình chia sẻ với nhau, anh em mình chia sẻ với nhau để mà khi mình lấy nền chia sẻ đó rồi mình biến hóa thêm những cái mới, cái riêng của anh em mình, chứ không phải là vào dáng cờ là nhất thiết người ta sẽ đánh đúng y như vậy. Thì trong cái thế trận thuận pháo rất là nhiều, thì mình bây giờ sẵn còn thời gian mình sẽ chia sẻ thêm một biến hóa cho các bạn, cũng vẫn là cái hình trận thuận pháo liên hoàn mã này. Thì những cái nước khai quân này, đây là những cái nước căn bản mình không có bàn luận nhiều, mình không bàn luận nhiều về những cái nước căn bản này. Thì tới đây mình vẫn là nguyên tắc các bạn cứ bình xe qua lộ 6 cho mình, tại vì biến hóa nó rất là nhiều, biến hóa rất là nhiều. Ví dụ như bên đây mã 2 tấn 3 đó, mà 2 tấn 3 thay vì nãy là xe người ta tấn lên từng hà thì bây giờ người ta lên mã trước, chỉ là thay đổi vị trí và nước đi thôi các bạn. Thì lúc này xe các bạn vẫn tấn xuống hàng chốt, chúng ta tấn xuống 5 nước để mà bắt con chốt này, uy hiếp ngay cái con mã trực tiếp này, con mã này thì buộc người ta phải lo mã đó. Thì tới đây á, nếu mà người ta tấn xe lên, trường có những trường hợp như là tới đây người ta tấn xe lên
sáu nước để đè lại quân mã này. Thì khi mình ăn chốt bên đây thì người ta sẽ nhập cung, nó sẽ lọt vào cái biến hóa mà vừa rồi mình chia sẻ với các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ một biến hóa khác. Thì khi chúng ta tấn xe xuống thẳng tới đây, mình bắt chốt của đối thủ rồi, thì tới đây đối thủ cũng có nhiều biến hóa lắt léo lại với mình, chứ không phải mà tự nhiên mà người ta bỏ ngang cho mình đâu. Đấy, trong cái cờ tướng thì nó rất là nhiều đó. Ví dụ như tới đây người ta đổi nước bằng là chốt tấn 1, chốt 5 tấn 1. Thì khi chốt 5 người ta tấn 1, bắt đầu mình đang lưỡng lự bây giờ mình sẽ ăn chốt nào một trong hai bên. Thì những bạn mới đánh nên lưu ý cho mình ở chỗ nha, hãy ăn bên quân mã nào mà thông thoáng cho con pháo mình. Thí dụ con pháo mình nằm ở bên vị trí này thì mình ăn chốt này, nếu pháo nằm vị trí này mình ăn chốt này thì chắc chắn mình lợi quân lợi thế. Tại vì khi tới đây người ta sẽ không dám lên mã đội các bạn, người ta lên mã đội là người ta lỗ quân ngay đó, các bạn thấy người ta lỗ quân ngay. Ví dụ như trường hợp á, mà mình mới đánh á, mình chưa biết là nên ăn chốt nào, mình chỉ tiện tay để ăn á, thì mình mất đi cái tính toán ban đầu của mình á, thì nó ổn các bạn. Nó cho nên là các bạn lưu ý nhớ là khi pháo nằm bên nào thì xe ăn chốt về hướng bên đó để xe pháo mình liên kết đó. Khi mình liên kết được với nhau vậy thì cái hình trận mình nó mạnh hơn. Thì nếu mà bên hậu người ta đánh giỏi thì mình không nói, thì nếu mà đánh tương đồng với mình mà hình trận mình mạnh hơn thì chắc chắn các bạn dễ dàng dẫn đến cái thắng cục. Còn nếu mà bên hậu quá mạnh thì chúng ta buộc thôi. Còn ví dụ như cái trường hợp này, mình đặt một trường hợp như xe mình bình qua 6, người ta tấn 4 lên từng hà, người ta tấn xe lên từng hà là để đánh cái thế trận mà ổn định với mình đó. Khi mà mình vừa bình xe qua đây là người ta tấn xe đây là để đánh thế trận ổn định, thì các bạn cứ áp dụng cái biến hóa vừa rồi. Cái biến hóa trong cờ tướng lúc nào cũng vậy, nhưng khi các bạn sử dụng một biến hóa thì các bạn nên am tường một vài nước căn bản của nó. Là ví dụ như xe từng hà thì mình nên làm gì? Xe từng hà thì mình cứ dựa theo cái biến phóng mã lên lầu 7 đó, thì mã 8 mình cứ tấn 7 lên, đó là mình đối với xe từng hà. Còn ví dụ như khi mình phóng mã lên rồi người ta sẽ đánh đổi thành một cái nước khác, một cái biến khác chẳng hạn. Ví dụ như người ta đổi thành một biến khác, mình vừa tấn 7 lên người ta cầm con cượng quăng lên biên. Đây nước đánh này không phải không có nha các bạn, nước đánh là một nước đánh có, mình cũng đã từng gặp rồi. Mình đánh với một bạn mình, nói thẳng luôn, bạn bạn mình tên Sơn, mình còn nhớ bạn mình tên Sơn đã từng dùng cái thủ pháp này, tức là quăng một con tượng lên biên là đánh lạc hướng mình đó các bạn, có nghĩa là đánh lạc hướng mình để cho mình suy nghĩ, không biết bên kia đang sử dụng cái chiêu thức gì mà sao mà đánh một nước cờ kỳ cục như vậy đó. Đây là trường hợp này là có, nhưng mà các bạn nên nhớ trường hợp này chúng ta không nên áp dụng, đó là mình chỉ đặt một ví dụ thôi, đặt một ví dụ là ở trường hợp đó. Chứ tới đây là buộc nếu mà đánh liên hoàn mã thì người ta phải lên quân mã trước đó. Thì nếu mà người ta lên quân mã trước mà mình muốn đổi lại tức là mình sẽ là một người làm, có nghĩa là làm lạ đi cái biến cờ, lạ đi cái biến cờ, mình không đánh theo cái khuôn khổ nữa, mình làm lạ lên thì đến lượt bên mình cũng có thể sử dụng được cái nước mà mình dùng tượng mình bay lên. Có nghĩa là mình dùng tượng bay lên đây để làm cho lạc hướng của người ta đi. Mình không giỏi đánh nước này, mục đích của mình thật chắc cũng là đánh ở điểm này, đây là điểm yếu của người ta, nhưng mà mình cũng đánh để làm chi, để cho người ta một và thúc chốt lên. Mà thay thúc chốt lên là để làm chi, để bước mã lên đây sau đó mới bình pháo ra bắt xe. Thì lúc người ta bước chốt lên thì lúc này mình mới nhảy xuống đây. Nếu mà người ta giỏi giả, người ta sợ bị mã bị đè, người ta phóng lên đây là người ta dính cạm bẫy của mình ngay. Các bạn thấy nếu người ta phóng dội vàng lên đây thì chỉ cần đơn giản các bạn dán dán pháo xuống thì người ta lọt vô cạm bẫy của mình. Đó là đối với những người mà cũng là chơi tương đối hoặc là mới biết chơi, kinh nghiệm cũng chưa quá cao thì rất dễ bị cái nước này các bạn, rất dễ bị dán quân như thế này, rất là khó đi. Còn những người có kinh nghiệm rồi thì ít khi mà bị dướng vào cái nước cờ như thế này. Ví dụ như những người có kinh nghiệm rồi, khi xe các bạn tấn xuống đây thì nước người ta sẽ đánh là người ta tấn chốt luôn, người ta tấn chốt luôn các bạn. Tại vì khi người ta tấn chốt xuống đây thì các bạn bắt ở đây,
đúng chưa? Các bạn bắt ở đây, trước tiên là ăn đây cái đã. Nếu các bạn ăn đây, người ta thích sẽ ăn đây, thì là một trận đấu quân tàn sát không còn gì cả, thì xe chúng ta về tới dưới đây lại. Các bạn thấy thế trận bình ổn là liền. Đó là đối với những người mà người ta đã có kinh nghiệm trong cái hình trận. Cho nên là tới đây đối với người mà tương đối quấn chọc còn chưa gọi là có kinh nghiệm thì dội vàng bay mã lên, còn người có kinh nghiệm thì không bao giờ ta tấn chốt đó. Tại vì khi người ta tấn chốt đến đây thì người ta lại có một nước đánh rất là thoải mái, là khi mã người ta bước lên đầu biên này thì không còn chịu sức ảnh hưởng nữa. Ví dụ như chốt bên đây mình có ăn lên thì lúc này mã lên một cách bình thường, nếu mà tấn chốt đè mã luôn thì mã tiếp tục mượn nước đi lên đó. Là những người mà người ta đánh cờ cũng dạng cũng lâu năm, cũng có kinh nghiệm trong thế trận rồi đó các bạn. Còn với mỗi chúng ta khi tham khảo một cái thế trận, một cái đánh thì chúng ta cũng nên tham khảo nhiều nước khác nhau, nhiều nước khác nhau để mà chúng ta hình thành lại một cái thế trận mới. Ví dụ như bây giờ Thuận Pháo nó còn một số cách đi khác nữa. Mình đặt một trường hợp này nha, nó chúng ta giải thích thêm từ cái hình trận mà xe một bình sáu của mình. Khi mà xe một bình sáu của mình thì tới đây rất là nhiều cách để mà đánh. Cái quan trọng là hình trận khi đến đây người ta vận dụng biến hóa nào, từ đó các bạn dựa theo với cái hướng đánh mà các bạn đi. Nếu mà người ta đi mã trước thì các bạn tấn xe trước đó. Còn nếu người ta đi xe trước thì các bạn lên mã trước đó. Nó các bạn chủ yếu là nắm những cái như vậy đó. Tại vì cái này mình không cần thiết là mình phải học từ nước một, hoặc là mình phải nhớ từ nước, mà mình chỉ nhớ là khi gặp cái hình đó mình nên đi nước nào, rồi khi người ta đi vào những cái nước cờ mình đã từng tham khảo qua thì tự nhiên tới đó mình nhớ là các bạn. Chứ nếu mà mình ngồi mình nhớ từ nước thì khó, thật sự rất là khó. Tại vì nếu mà ngồi mà nhớ từ nước hết thì một ván cờ Thuận Pháo mà mình học để hết 24 biến của nó chắc mình điên cái đầu luôn các bạn. Cho nên là trong một cái hình trận thì chỉ đơn thuần là mình nhớ một vài nước căn bản vậy thôi, một vài nước căn bản để mà mình đánh thôi. Nó thì có nhiều cách lựa chọn, nhiều cách đánh, thì quan trọng là chúng ta lựa cách đánh như thế nào, lựa cách đánh như thế nào để mà chúng ta có lợi thế nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn khi đánh một ván cờ, các bạn chịu khó quan sát hết cái hình cờ của mình, quan sát hết cái hình cờ này luôn. Thì để làm chi, chủ yếu là mình quan sát để mình phân tích, mình tự mình phân tích chứ không cần ai phân tích cho mình. Ví dụ mình tự mình phân tích, ví dụ như quân xe này, trước tiên ví dụ mình không suy nghĩ được nhanh, mình suy nghĩ chậm thì bắt đầu mình suy nghĩ từ quân. Bây giờ mình thấy cái quân xe này ở trên cao nhất nè, bây giờ mình tập trung vô quân xe này, bây giờ mình đoán những cái lộ mà quân xe này có thể đi, có chỗ nào đi bắt chết quân mình hay không, hay có gài mình cái gì hay không. Ví dụ như mình xét thấy con xe này đi được hai đường, đường thẳng và đường ngang đúng không, thì các bạn xét mình đang hở ở lộ nào. Ví dụ như người ta bình qua lộ này giữ chốt để công thẳng lại vào đây, đó là một lộ. Rồi thí dụ như người ta xuống dưới đây, người ta kèm tượng rồi người ta cũng qua đây, cũng là một cách đánh nữa. Thì mình phân tích cái quân xe này người ta đi đâu đó, rồi tới lúc đó là các bạn mới duy trì được cái cách đánh của mình. Còn hoặc là mình bắt đầu mình phân tích sau khi mình ăn xe vào đây thì người ta sẽ làm gì. Nó chẳng hạn như bây giờ tới đây người ta không đi quân khác mà người ta cởi tượng, thì các bạn cũng phải đoán là khi người ta cởi tượng để làm gì, mục đích gì, là khi mình chém xe vô là mục đích của người ta làm là gì. Mình chém xe vô thì lúc đó con xe này làm gì? Một là qua đấu để vừa thông con mã của người ta mà vừa đấu đi cái áp lực nặng này. Hai là ta bình xe dưới ra để giữ mã chờ cơ hội gài bẫy bắt chết xe mình. Đó đó là những cái mà ta đi nó, mình chỉ cần mình tự ngồi phân tích như vậy thì mình lâu ngày á, cái bắt đầu mình kỹ nước cờ lại, cái cờ các bạn tự động lên các bạn không hay luôn. Có nghĩa là tự động lên cái mình không hay. Thì khi mà những cái nước gợi hình như thế này nè, những cái nước này thì các bạn phải chú ý nè. Như mình nói cái biến trước á, thì mình không sợ người ta xuống đây. Biến trước mình có một cách đánh khác là như thế này, có nghĩa là mình vẫn cứ để cho pháo người ta xuống đây, mình không có gì phải lo đó. Mình có thể mở chốt thẳng lên, nếu pháo người ta tiến xuống đây mình lại có hai cách đánh, giống như cách đánh hồi nãy mình vừa chia sẻ là tấn luôn chốt này lên cho pháo hôm qua, sau đó mới mượn nước để thiền lên mã đúng không. Còn cách đánh thứ hai là chúng ta chém thẳng pháo luôn. Nó nếu mà bên kia không dội ăn pháo mình,
mà cầm ăn pháo này trước để bắt mã, mình thì sẵn sàng bỏ tiếp một mã, mình thối về pháo khống luôn. Thì tới đây dù là mình lỗ tiếp một quân nữa, nhưng các bạn thấy khi chủ lực này xuất ra đây thì bạn thấy là quả tới, nhưng mà chúng ta không nên xuất ra đây. Đây là mình bắt pháo thì xe người ta có thể ra giữ pháo, thì tạm thời cái đường này của mình vẫn chưa có lối công, cho nên khi xuất xe các bạn nhìn cũng nhìn cái hình trận rồi để xuất xe thế nào là tốt nhất. Ví dụ các bạn cảm thấy xuất xe ra đây bị người ta ra xe đè pháo lại thì cái lực công của mình nó đang thấp đi, thì mình nên xuất xe bằng đường ngang thì không có quân nào ngăn cản được xe này ra trận. Thì các bạn thấy tới đây nếu nếu trường hợp mà người ta tấn xe lên đây, người ta bắt chốt mình đó, các bạn thấy trường hợp là tấn xe lên bắt chốt, thì trường hợp này rất nhiều xảy ra các bạn, tại bắt chốt để mà chuẩn bị phá đi cái nước cờ này. Thì các bạn nè, trước tiên các bạn chịu khó một nước nha, chịu khó một nước giữ chốt giữa đi, tại vì quân người ta chưa công được đâu, chịu khó một nước giữ chốt giữa nè. Khi các bạn giữ chốt giữa xong mà người ta vẫn, có nghĩa là người ta vẫn tiếp tục phát triển quân bằng những nước này chẳng hạn, hoặc là người ta lên xe chẳng hạn đó, để người ta tìm qua cái lỗ yếu của mình là lỗ yếu mình bên đây đó. Các bạn thấy khi đó thì chúng ta có thể ung dung bước bước mã lên mà không sợ bị ăn chốt đầu nữa, tại vì khi ăn chốt đầu chúng ta vừa chém vừa pháo vừa đấu quân thì chúng ta lợi nước liền, chúng ta lại vừa lấy quân lại mà chúng ta lợi thế pháo khống này, thì bên kia rất là cực. Thì tới đây nếu mà ta chém xuống thì đơn giản các bạn thấy đó, sĩ chém lên thì tới đây ba quân này các bạn thấy lực công không còn nữa, chỉ có một quân xe này lên linh hoạt thôi, còn hai quân mã này coi như mất hết. Và để muốn duy trì được cái thế trận thì người ta phải lo bình xe qua đây để tìm đường lên bắt pháo, thì lúc này cứ phát triển mã lên, các bạn phát triển mã lên, người ta không thể bắt pháo được trực diện đây, thì cái người ta có thể làm là xuống đây đó, các bạn thấy cái người ta có thể làm là xuống đây, thì các bạn ăn luôn chốt này bắt mã. Nếu mà người ta vào đây bắt đôi thì mình bước lên lộ 7 đầu tiên, thì mình vừa giữ pháo và vừa bắt chết quân mã kia. Nếu mà quân mã này bỏ chạy thì chúng ta nè, nếu mà chúng ta bình ra đây là chúng ta bắt đôi, chúng ta ăn thẳng tượng là đang bắt mã, khi mã phóng lên biên chúng ta thối xe về ngay vị trí này lại bắt đôi. Ví dụ nha, như mình ra đây cũng là tình trạng bắt đôi, quân pháo này chỉ có thể đi vô đây thôi hoặc qua bên đây thôi, thì các bạn thấy tới đây mất thêm một mã, đó là một một tình huống. Còn ví dụ như mình không qua bắt pháo, mình ăn thẳng xuống tượng này đó, nếu mã người ta bay lên đây thì các bạn thối xe về, vừa bắt pháo này vừa bắt mã này cũng là bắt đôi, thì tới đây đằng nào cũng phải thua. Cho nên các bạn thấy trong cái thế trận thuận pháo rất là nhiều cách đánh, cái quan trọng là các bạn khai thác ở nước đánh nào, các bạn nghiên cứu luyện tập ở nước đánh nào, thì mình cố gắng mình nghiên cứu nhiều một chút xíu, thì khi gặp cái hình trận mà nó thay đổi một chút, nó lạ một chút, thì chúng ta có thể mình biến hóa được liền. Còn thí dụ như các bạn chỉ biết có một biến hóa nào đại khái, thì khi mà giống như trường hợp nãy nói, khi người ta cầm tượng người ta quăng lên để thăm dò mình thì mình không biết phải đi đâu nữa, thì lúc đó mình cũng khó đánh lắm. Cho nên nếu bạn nào yêu thích cờ tướng, đam mê cờ tướng, thì chắc chắn ai cũng biết là phải nên nắm vững một thế trận để khi gặp biến hóa này nọ thì chúng ta có cách mà chúng ta xoay sở. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây ha, rồi lần sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về thuận pháo, thì còn rất là nhiều biến để mà chia sẻ với các bạn, nhưng mà nếu chia sẻ thuận pháo hoài thì sẽ dẫn đến sự chán nản của các bạn, thì nó không có mang cái tính là phổ biến, nó cũng cũng không có mang cái tính là bứt phá nhiều, thành ra thì các bạn có thể bị chán. Thì lần sau mình sẽ chia sẻ về nghịch pháo, hoặc là mình sẽ chia sẻ là trực xa đánh lại hoành xa như thế nào. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là hoành xa đánh với trực xa, thì lần sau hoặc là mình chia sẻ với các bạn về những thế trận của nghịch pháo, hoặc là mình sẽ chia sẻ về những thế trận trực xa đánh ngược lại hoành xa, để chúng ta cùng cùng nghiên cứu thêm. Thì đến khi mà chúng ta luyện nhiều biến hóa rồi thì các bạn thấy khi các bạn cầm trực xa hay hoành xa, các bạn cũng có đủ biến hóa để mà mình chơi, thì chủ yếu mình chơi này là để mình giải trí, để mình giao lưu, không có mang tính sát phạt cờ bạc trong đây, thì nó chỉ là một cái môn thể thao lành mạnh thôi, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ nghiên cứu thôi. Thì nếu các bạn yêu thích cờ tướng thì cũng ủng hộ kênh mình để mình có điều kiện phát triển lên, để mình làm thêm nhiều video để anh em mình cùng nhau chia sẻ. Rồi cảm ơn các bạn và chúc sức khỏe các bạn nha.
Rồi xin chào các bạn.